mình thấy trẻ tuổi, sao mà dùng nổi tới quý giá như vậy chứ? Thư Phi, con hạ sinh được hoàng tử là hỷ sự, đương nhiên là ai gia thương con. Hoàng thượng, tập a ca của chúng ta mất rồi. Con của chúng ta mất rồi. Hoàng thượng, cứ ngẩn tụ sao này, bổn cung mang thai sẽ làm việc tề thái y rồi. Không sao, tôi đừng có tưởng tượng và nó xong kiện. Cái gì?